Chúng tôi xin gửi lời chúc mừng đoàn tuyển thủ Việt Nam U23 đã làm nên cái lịch sử. Lý do là tại vì lần đầu tiên đoàn U23, đoàn bóng tròn của Việt Nam đã đi vào trong tham dự một cái gọi là chương trình, một là thế vận hội, chương trình cái là thế giới, một tú cầu thế giới, mà đây là trong vòng tranh vòng vô địch của vòng Đông Nam Á. Thì thông thường thì các đội vô địch hoặc là Á quân sẽ được chọn vào trong để tranh đấu trong cái thế vận hội sắp sửa tới đây năm 2018. Và thưa quý khán giả, là trong cái niềm vui đó là tại vì có nhiều người nói là đội Việt Nam may mắn, thì chúng tôi không tin vào cái may mắn. Nếu mà chúng ta theo dõi một cái cuộc đá banh, tôi là một cầu thủ ở trong trường trung học ngày xưa, thật ra chúng tôi cũng khá là rành rọt về những cái kỹ thuật mà đá banh. Thì trước trận đấu là họ đặt cái hội tuyển Việt Nam vào một cái vị trí rất là thấp so sánh với các cái đội mạnh của Á Châu. Đi vào đội mạnh Á Châu là thường thường những cái đội ở như là đội Ba Tư này, tức là Iran, Iraq, Qatar, Ai Cập, những cái đội đó, Syria, đó là những cái đội rất là mạnh ở bên Á Châu. Mà thường thường các đội Á Châu mình chỉ có được Nhật Bản hoặc là Đại Hàn, Nam Hàn thì mới có khả năng mà gọi là chơi với họ. Nhưng ngày hôm qua thì đội Đại Hàn cũng đã bị thua 4-1 với trước hội cái gì Uzbekistan gì đó. Thì Việt Nam sẽ gặp trong cái vòng chung kết. Thì ở đây chúng tôi lý do là tất cả các bình luận gia thể thao đều đặt Việt Nam ở dưới một cái vị thế rất thấp so sánh với các cái đội mà Việt Nam gặp. Nhưng mà trong hai kỳ vừa rồi đó thì gỡ hòa, đặc biệt là cái trận tối hôm qua chúng tôi thức mà chúng tôi coi đó, thì cái gỡ hòa rất là vinh dự, mà cái cầu thủ mà đã gọi là Quang Hải đó thắng được hai trái banh mà sau khi Việt Nam bị dẫn trước, tức là bị 1-0 sau mình gỡ lại là 1-1, cái thứ nhì thua 1-2 nhưng mà lại gỡ lại 2-2, và nhờ cái gỡ đó thì trận đấu nó mới kéo dài được 120 phút, tức là hai trận thêm. Và sau hai trận thêm đó thì hai bên vẫn hòa nhau và đi vào cái gọi là đá luân lưu, tức là mình Việt Nam mình gọi là đá penalty, tức là đá năm trái. Thì cái thủ môn của Việt Nam là Tiến Dũng, anh Bùi Tiến Dũng rất xuất sắc, đã cứu được hai chiếc trái banh, và cái đá cuối cùng là của kênh Phương Thanh đã mang về cái số điểm 4-3 cho Việt Nam. Và thưa quý khán giả, ngày hôm qua Việt Nam không có ngủ, từ tất cả Cần Thơ cho tới là Hà Nội, tất cả nơi đâu đều là một cái dậy sóng, có thể là dậy sóng hơn cái ngày 30 tháng 4, phải nói như vậy. Bởi vì dân chúng tràn ra ngoài đường và chỗ nào cũng bị gọi là tràn ngập hết. Thủ đô Hà Nội ngay Hồ Hoàn Kiếm hoặc là thành phố Sài Gòn thì ở ngay chỗ mà Bùng Binh, chợ Bến Thành và ngã 6 Sài Gòn, hầu như là quý vị chỉ đậu xe và nổ máy và bấm còi thế thôi, chứ còn ngoài ra không có thể chạy được. Thì trong cái niềm vui đó thì xin hỏi cảm tưởng của hai bác, với các bác có rành về thể thao hay không? Tôi thì tôi không rành lắm, thứ nhất là những cái cách phạt như thế nào, nhưng mà tôi chỉ thấy bác nói là nghĩa là lớn lắm, lớn hơn cả cái niềm vui của cái 30 tháng 4. Thì tôi thấy thật ra thì cái đấy là 30 tháng 4 lúc đó mình còn đang đủ còn các thứ, còn đủ các thứ vấn đề để phải lo. Bây giờ là chỉ có chung vui thôi, thành ra cái niềm vui đó nó vỡ hòa ra cho cả nước. Dạ, vâng. Thứ nhất là mấy cái thành phố lớn. Thì thôi thì cái đó cũng là một cái mừng. Thì dù sao mình 40 mấy năm sau 30 tháng 4 rồi, thì bây giờ mình phải lớn hơn cái 30 tháng 4 chứ. Dạ vâng. Trưởng thành hơn và lớn hơn. Bác Cường. Vâng, cái chữ mà bác Phương dùng đó, vỡ hòa thôi. Quả tình là
Nói như vậy và tôi thấy cái ông luật sư Trịnh Quốc Thiên, dạ vâng, Trịnh Quốc Thiên cũng có phê bình, ông ấy phê bình rất là chính xác và đánh giá rất cao. Ông ấy thâu lại từ đầu chí cuối cái trận đá đó, chỗ nào nó hay ở chỗ nào vân vân. Mới lại nhất là nói chuyện là mới đổi tới huấn luyện viên Đại Hàn, phải không ạ? Dạ vâng. À, nhưng mà đội tuyển của mình là có được một cái niềm tự tin, thành ra đấy nó không phải là cái thắng may mắn. Đúng rồi. Xích lên xích lại đổ hết các thứ, thành ra thế giới, các cái giới thể thao họ đánh giá cao, đây là cái trận đi vào vòng chung kết, tứ kết hay là chung kết gì đấy, dạ bán kết thưa bạn. Thì thưa quý khán giả, vâng, thưa hai bác, thể thường mình nói rằng cái đông hơn ngày 30 tháng 4 thì quả thật là có đông thật, mà nhưng mà cái tinh thần đó thì nó, tại sao nó đông hơn, là tại vì bây giờ là ngày trước chúng ta chỉ có một nửa đất nước, bây giờ thì chúng ta thống nhất đất nước rồi, thành ra từ Nam và trong Bắc tất cả mọi người đều vỡ hòa chung cái niềm vui. Và bác Cường nói đúng, ngày hôm nay chúng tôi đã đăng ở trên KBC hải ngoại là báo chí ở bên Trung Đông phê bình, chúng ta phê bình tờ báo thật sự rằng là mèo khen mèo dài đuôi, người ta, những người ghét người ta sẽ nói như vậy. Cũng giống như là trong nước một bản tin thì bị là nó bị mang tiếng là chỉ đạo, một chỉ đạo. Nhưng mà đã KBC hải ngoại cũng có bản tin đăng lên á, thì bà con ở hải ngoại này chạy vào coi đông, đông lắm. Thì nhân tiện đây thì chúng tôi, cái bài báo chúng tôi đã đưa lên á, thì bài báo Trung Đông nói rằng con rồng Á Châu thật sự đã quật ngã tất cả những cái con hổ, mãnh hổ của chúng ta. Một cái như là bị tuyển thủ Việt Nam rất nhiều, nhưng mà cái vấn đề bác Cường nói không phải là may mắn, đó là cái ý chí, đúng là cái tinh thần của những người cách mạng, con cháu của cách mạng, tức là cái ý chí, cái thứ nhất là về thể lực, người mình nhỏ hơn người nước ngoài. Thứ hai là về vấn đề mà dinh dưỡng, mình phải đi làm kinh tế trong khi ở các nước ngoài đó họ rất giàu, chuyên nghiệp. Họ chuyên nghiệp. Một người dân Qatar đó, trung bình đầu quân của mỗi một người, lợi tức của họ cả $1,000 một tháng, một ngày. Nước đó họ rất giàu, họ rất nhỏ nhưng mà họ lại rất giàu, rất nhiều dầu hỏa. Thế nhé, cái bình quân đầu người hầu như là dân chúng họ không cần phải đi làm, đi để có lệ hoặc là làm những cái chức vụ mà gọi là cả lãnh đạo thôi. Còn đa số họ đều mướn nhân công người Ai Cập hay là người nước khác. Tôi đi làm ở Saudi Arabia, tôi biết. Tôi đã ở nước Ả Rập Saudi, chúng tôi làm một việc ở đó, chúng tôi biết. Thì trong khi mình, cái đầu quân của người Việt Nam mình bao nhiêu? Rất là ít. Mà vậy mà cái dinh dưỡng ấy, thể chất, dinh dưỡng, cái gì mình cũng thua người ta hết. Nhưng mà cái nghệ thuật phải công nhận rằng cái ý chí quyết thắng. Cho tới khi mà chấm dứt 120 phút, tôi vẫn không nghĩ rằng là những cái cháu này nó mới bắt đầu vừa cuộc đá banh. Bởi vì sau khi chấm dứt cái lúc mà cái hiệp đấu bình thường và đi để chuẩn bị qua cái hiệp đấu thêm giờ đó, chúng tôi nghĩ rằng chắc Việt Nam thua. Thêm 10 phút hiệp nhất, thêm 10 phút hiệp nghỉ, tức là 20 phút, thì tổng cộng tất cả là 120 phút. Thì chúng tôi nghĩ rằng là mình sẽ thua bởi vì cái thể lực của mình không bằng. Nhưng mà các em đã đấu rất là tận tình. Và hai trái banh mà gọi là đá của... cái trận này đó thì Quang Hải đã một mình lập được thành tích là cả hai trái mà gỡ hòa để đưa cái đội mình vào. Và cái thủ môn mà Tiến Dũng đã xuất sắc, trong lúc mà đá nó đã cứu được nhiều cái đường banh rất là nguy hiểm, nhưng mà cái lúc mà đá luân lưu đó thì lại phá được hai cái banh của đội Qatar, mà cái đội này đã được đánh giá rất là cao so sánh với lại đội Việt Nam. Và cái chiến thắng, chúng tôi nghĩ rằng đây là một chiến thắng rất huy hoàng, bởi vì nếu mà chúng ta có theo dõi trận đá đó, thì chúng ta mới thấy hầu hết banh của Việt Nam đều nằm ở trên sân của
bên Qatar nhiều hơn. Và mỗi lần Qatar xuống thì họ xuống cái kiểu mà đánh cái những người mà các nước Âu Châu họ hay chơi đó, tức là họ thọc sâu và chạy thật nhanh, là bởi vì họ có sức, thành ra những họ đưa cái banh rất sâu. Người Á Châu mình thì lại đưa banh ngắn, những tầm ngắn. Và cái chiến thuật đánh ấy, cái cuối cùng thì chúng tôi thấy rằng là ông Park Hang-seo, ông là huấn luyện viên người Đại Hàn, như bác Cường nói, đây là huấn luyện viên đầu tiên mới nhất thì thay đổi, thì ông đã đổi chiến thuật. Cái cuối cùng thì ông dùng cái chiến thuật 3-4-3, tức là 3 người làm hậu vệ, 4 người làm tiếp ứng và 3 người trung phong. Thì và cái khi mà cái chiến thuật này đó, 3 người trung phong á, là cái mũi cái tấn công rất phải là rất là sắc bén thì mới có thể chiến thắng được. Bởi thường thường người ta nói rằng 2 trung phong ở giữa và 2 trung phong cánh bên, tức là 4-3, chiến thuật 4-3-3-1. Thì cái khi mà chỉ có 3 người đó thì ai, Công Phượng, Quang Hải và chỉ đổi một người nữa chúng tôi quên mất đây, thì chỉ có 3 em thôi, nhưng mà đã làm nên cái sự nghiệp. Thì chúng tôi xin phép là tối thứ sáu này KBC Hải Ngoại cũng sẽ đồng hành với các bạn trong nước, chúng tôi sẽ thức, và lần này chúng tôi chỉ mở video xong rồi chúng tôi đưa lời bình luận. Tại hôm qua các bạn đã khen rằng ông nhà báo này bình luận còn hay hơn cả bình luận ở trong nước. Vâng, thưa, chúng tôi đã từng làm bình luận của các trận đá, chỉ có một điều là thứ nhất là chúng tôi coi qua video nó xa quá, chúng tôi không nhận diện rõ là cái cầu thủ nào, cầu thủ số mấy. Khi mà chúng tôi nhìn được các bạn cái số thì chúng tôi mới biết là cái cầu thủ tên gì. Cái thứ hai nữa là cái không thuộc hết tất cả các tên của các cầu thủ bên kia, thành ra do đó không có thể tường trình được nhuyễn hơn. Nhưng mà có thể rằng ở Việt Nam không có ai bằng bác Huyền Vũ. Ở Huyền Vũ là nghĩa là ông tường trình rất là hay, ông từ một giây từ giây thì ông nói thí dụ như là một người dẫn banh chẳng hạn, nó bảo Công Phượng nhận được banh, Công Phượng chạy qua bên cánh trái, Công Phượng vượt qua cầu thủ gì đó, xong rồi cầu thủ Công Phượng đưa banh qua bên Tiến Dũng, và Tiến Dũng chạy vào thì Phương Thanh tiếp tục. Thì ông nói liên tục như vậy chưa có ai bảo người Huyền Vũ được. Có quen bác Cường không? Anh nhắc lại Huyền Vũ thì xin lưu ý là hồi đó chưa có TV, chỉ mới có radio thôi. Vâng, chỉ có radio và mà đã tường thuật một cách vô cùng sống động. Dạ, đúng, dạ, vô cùng sống động. Nhưng mà phải hiểu rằng thì là đấy nó là cái truyền thống của cái Việt Nam ta, đúng không ạ? Nó đối bóng đá đó, nó là một cái tôn giáo, thành ra ông có tường thuật hay mấy nhưng mà không có người theo dõi thì cũng không ấy. Dạ, đúng rồi. Bây giờ đấy nó cũng giống như là cả nước người ta theo dõi. Thành ra mình mới thấy rằng thì là đây nó không phải là một cái vụ này. Mình nhớ lại chuyến trước đây mà anh Hùng cứ nói rằng thì là cái sức khỏe của mình tới hiệp 2 mới gì đó, quả tình là tôi nhớ lại cái đoàn lực sĩ Việt Nam trong những năm đầu đó, thì mấy người khoe rằng thì là đi được bồi dưỡng bởi 5 bữa thịt chó. Lúc bây giờ thì hình như đoàn ấy thì cũng đoạt được cái giải là bắn súng hay gì đó đại khái. Thành ra mình mới cái đó là thế vận hội này. Vâng, mình mới thương cái đất nước nghèo. Nhưng mà nhân cái vụ này, nhân cái vụ bóng đá này, rồi thì nhiều những các cái phát triển khác, thì tôi nghĩ rằng thì là đây là cái vận hội mới cho đất nước. Chứ còn thì mình cứ nói rằng thì là cô gái Việt Nam đẹp mấy gì, chân dài mấy, ở trong nước thì ô nhiễm các thứ đồ ăn gì đó, tôi không biết là nó ô nhiễm thế nào mà sao chân nó dài nó đẹp vậy, tôi không hiểu.
Và kèm theo cái chiến thắng này thì tôi chưa thấy bao giờ mà thấy cờ đỏ sao vàng nhiều một cách tung bay rực rỡ hết cả phố vườn. Thì bác Phương nói là chúng tôi cũng đã tính nói trong đây là chúng tôi đã đưa lên hết gần 150 tấm hình trong cái Google. Quý vị nào cứ vào Google, quý vị sẽ thấy những cái tấm hình đó. Tất cả những tấm hình tràn ngập, và có thể rằng như bác Phương nói, vì những cái hình ảnh đó mà nó tạo ra một cái sự gọi là nhạy cảm với lại cộng đồng Việt Nam. Không một tờ báo nào đăng cái bản tin chiến thắng của Việt Nam. Tờ báo về người Việt thì có thể rằng họ sẽ đăng, nhưng mà có thể rằng, nhưng mà cho tới giờ phút này chiều quá trưa rồi, không lý không thể nào mà một tờ báo mà cái gọi là đại gia bắt đầu của làng báo Việt hải ngoại mà không có thể làm kịp một cái bản tin như vậy, trong khi KBC hải ngoại đã có bản tin từ tối hôm qua trước khi chúng tôi đi ngủ. Và cái tuần vừa rồi thì báo Người Việt có đăng cái bản tin mà thắng Syria, nhưng mà đó, bản tin thắng Qatar này thì hầu như các báo bảo nhau. Và Đài Little Sài Gòn ngày hôm nay không nhắc bất cứ một câu nào cho cái vấn đề bóng đá. Ngược lại, ông lại mang cái chuyện mà phơi vây cá ở trên nóc tòa đại sứ Chile ra làm đề tài chia che diễu. Mà chưa hết, ông lại còn mang cái vụ mà ông đại sứ Lê Văn Bàn bị bắt về mò sò. Những cái chuyện đó, nó chỉ là những cái chuyện tiêu cực. Mà chuyện ông Bàn cách đây khoảng chừng 20 mấy năm rồi. Thì tại sao cái chuyện ngay trước mắt mình, có phải như là bác Phương nói, tại vì lá cờ đỏ sao vàng bay đầy hết từ khắp cả nơi, từ ở trên Yên Bái, trên Hà Giang bay về tới tận Cần Thơ, thì làm cho báo chí Việt Nam bên này khựng lại, không dám đăng một bản tin nào hết. Tại vì đăng bất cứ bản tin nào và bằng bất cứ một cái hình nào đều có cờ đỏ sao vàng. Theo tôi thì nó cũng không hẳn như vậy. Cái hồi đầu đó thì Đỗ Ngọc Yến, cách đây 20 mấy năm nữa, Đỗ Ngọc Yến khi mà tôi tới, Đỗ Ngọc Yến rủ tới làm đó, thì Đỗ Ngọc Yến mới nói rằng thì là toa cẩn thận là vừa rồi đó là Hoa làm một cái phóng sự mà ở chợ Bến Thành có một cái cờ đỏ sao vàng mà bọn này nó biểu tình rồi nó đến nó đốt xe của Hoa, không ạ, cái xe pick up màu trắng đó. Thành ra cái câu chuyện rằng thì là nó không phải là vì cái cờ đỏ sao vàng. Cái cờ đỏ sao vàng thì lúc nào nó cũng có rồi, cái hồi đó là nó bị đặt. Còn bây giờ đó thì bây giờ biết ở trong nước thì cái cờ nào bây giờ. Thành ra đó là cái dị ứng, nó là một cái chuyện mà nó buôn hận thù lâu quá rồi. Nó lâu quá rồi. Và mình nhìn xem cái gương ở bên Nam Bắc Hàn, không ạ? Hai bên họ hợp tác với nhau và họ đi vào dưới một lá cờ. Mà dưới một lá cờ là lá cờ gì bây giờ? Lá cờ là hình bản đồ của nước Đại, của nước Cao Ly, cả hai miền. Đi dưới cái cờ đó. Rồi thì hai bên cũng lại định phái 2, 3, 4 cái tham dự một vài cái chung với nhau. Thành ra là thế giới thì có thể rằng thì là hết sức là bực mình. Nó cũng giống như ở bên Nam Hàn, một vài người thì cũng nói là có khéo là mắc bẫy Bắc Hàn cái gì đó. Rồi thì là bao nhiêu năm nay thì cứ vẽ nên một cái hình là cái chú ổn này là một cái thằng vừa điên vừa xấu mà vừa điên rồ, chứ nó chả điên tí nào cả. Nó chả điên tí nào cả. Và vừa rồi nó đánh một cái văn bài dự cái thế vận hội dự ở bên Nam Hàn, nó đưa một cái đúng một cái thời điểm, nó làm đẹp quá. Đây là một cái ngoại giao thể thao, nó ở trong lịch sử đã có cái vụ ngoại giao ping pong rồi. Thành ra thưa mình mới thấy rằng thì là nếu nhìn ở đó mà đối chiếu lại, đối với lại cái Nam Bắc Việt Nam, thì ngày 30 tháng 4 mình đã làm một cái chuyện mà đội đá vá trời. Mình đã làm một cái gọi là một trong những các cái công ơn trời biển của cái Đảng Cộng sản Việt Nam
Chứ còn thì bây giờ cái người Nam Hàn, Bắc Hàn đó, bao nhiêu gia đình ly tán, rồi một năm mới gặp nhau một lần, rồi khóc khóc miếu miếu. Yeah. Tới bây giờ đó mà nó cũng còn hầm hè nhau, nó vẫn chưa muốn cho hai bên Nam Bắc gặp nhau. Thì mình mới thấy rằng cái 30 tháng 4 Đảng Cộng sản Việt Nam, họ đã dám làm một cái điều mà thế giới trắng mắt ra, tất cả những cái bọn thù hằn dân tộc nó trắng mắt ra. Và cũng nhớ rằng một cái câu mà Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh nói một câu hay lắm. Cái ngày 30 tháng 4 thì có cả triệu người vui lẫn triệu người buồn. Tức là bác Võ Văn Kiệt. Võ Văn Kiệt. Đấy, vậy thì là một trong những người mà người ta nghe được cái tiếng lòng của dân chúng, nhưng mà việc làm cần thiết thì vẫn phải làm. Đấy mới là cái mà sáng suốt của cái Đảng Cộng sản Việt Nam. Dạ, hôm nay thì bác Cường nói dành cho tôi, thường thường là tôi nói sau. Tôi ngại những vấn đề đó, nó là vấn đề tế nhị, thành ra tôi rất là ngại khi mà nói về những cái lời khen ngợi cái công lao của Đảng Cộng sản và nói về cái công lao của toàn dân Việt Nam để đưa tới cái ngày 30 tháng 4 đó. Thì là tôi thấy đó, tôi rất ngại, nhưng mà hôm nay bác Cường nói thành ra tôi cũng không kềm được cái lòng tôi, và tôi cũng phải nói tiếp với bác Cường. Nhiều khi tôi thấy bác Cường nói, có khi tôi cũng muốn nói lắm, nhưng mà tôi cũng còn ngại, bởi vì dù sao cái vấn đề nó tế nhị đối với dân tộc Việt Nam, mặc dù nó đã 40 mấy năm rồi, trên 40 năm rồi, nhưng mà vấn đề nó vẫn còn là vấn đề hết sức là tế nhị, hết sức là trở ngại. Mỗi khi mình ca tụng cái chiến thắng của dân tộc, cộng theo đây là bây giờ cái đội banh của Việt Nam nó mang về một cái vinh quang cho dân tộc, trong đó tinh thần thống nhất, tinh thần người trong nước một nhà với nhau. Thì bây giờ tôi cũng xin tiếp lời bác Cường, mà thấy rằng cái đó là một cái điều, nó là một cái tự hào quá lớn, nó là của dân tộc Việt Nam. Tôi nghĩ rằng chưa có cái dân tộc nào mà có thể có được một cái tự hào mà cho cả nước như thế. Bác nói như vậy thì thật sự rằng là không có gì để mà phản bác hai bác, nhưng mà phải nói và công nhận rằng là cái những cái tinh thần đó đó, như bác Cường nói đó, tại vì những người hải ngoại này họ đó buôn hận thù quá nhiều, và trong cái tinh thần đó họ là đi bán những cái hàng giả. Thì chúng ta thấy rằng cái ngày vừa qua đó, ngày 19 tháng Giêng là cái ngày để tưởng niệm cái trận Hoàng Sa. Mà nói tới Hoàng Sa đó thì không thể nào nói là một chiến thắng được, mặc dù rằng là chúng ta có tới 4 cái tàu, trong khi Trung Cộng chỉ có 3 chiếc. Mà một trong những 4 cái tàu đó là cái tàu HQ-5, nó lại là có một cái gọi là vũ khí vượt trội mà tàu Trung Quốc không có, đó là